đơn hàng ngày mùng 8 tháng 3 này năm 2021 này. Đây chúng tôi đang xuất hơn 100 cuộn bạt trần cách nhiệt nhé, ra cho khách bán buôn này tại Hưng Yên nhé, Hưng Yên và Hải Dương này, nhà nhập khẩu này, cung cấp các thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc nhé. Mỗi một khổ của nó là 100m2, trắng nhôm 5 lớp này, siêu dai luôn, 100m2 một cuộn, hàng dai và con xé thoải mái, 5 lớp cách nhiệt chống nóng này là rất tốt. Và con ai có nhu cầu về các thiết bị chuồng trại này, bạt cách nhiệt này, bạt hút công nghiệp, tấm làm mát thì cứ liên hệ đến nhà sản xuất cung cấp thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Đây, cho bà con xem đây là kho quạt hút công nghiệp này, rất là nhiều. Bà con chỉ việc đặt hàng thôi, còn việc vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt chúng tôi sẽ giúp đỡ. Đây, các loại quạt hút 2m4, hàng Matica, hàng Fusili, toàn động cơ của Nhật nhé. Đây loại 1m1 này, 70, 60, rất chi là nhiều ạ, chờ bà con đến bốc thôi. Đây là tổng kho nhé, tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Đây, tấm khổ làm mát hàng Thái chống rêu nhé. Bà con cứ đến chúng tôi thì rất nhiều sản phẩm để bà con lựa chọn, bao chất bao giá toàn quốc nhé, bao chất bao giá. Quạt hút đủ các kích thước nhé, từ 50, 60, 70, 80, 90, 1m, 1m2, 1m4. Nhà cung cấp thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại 0973 143 996 và 0963 235 1138. Rất mong được hợp tác cùng bà con nhé. Xin chào, hẹn gặp lại nhé.